Chào YouTubers, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu 5 bài thuốc từ liều nhẹ nhất cho đến liều nặng nhất để trị dứt điểm, trị tận gốc căn bệnh quái ác mang tên vàng tiền. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông, đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo, đồng thời cũng là nơi Handy Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Bài thuốc thứ nhất khi bị vàng tiền. Khi bị vàng tiền thì chúng ta có thể xem trong cái siêu dữ liệu của mình, bao gồm có tiêu đề này, mô tả này, thẻ tag này, hashtag này, xem có cái từ khóa nào mà nó có thể có tiềm năng nhạy cảm hay không. Ví dụ như chẳng hạn như những từ như chết này, máu này, gái này chẳng hạn. Thì khi mình sửa đổi những từ đó, rất có thể rằng video clip của mình sẽ xanh tiền trở lại. Bài thuốc thứ hai là chúng ta sử dụng công cụ gọi là Cloud Vision. Cloud Vision là công cụ đọc và phân tích hình ảnh của đây là công cụ đọc và phân tích hình ảnh của Google. Thì chúng ta có thể lấy một hình ảnh bất kỳ, ví dụ lên báo ngôi sao.net ha. Rồi, ngôi sao.net, mình lấy một hình bất kỳ, ví dụ bức hình này, save images. Mình thả cái bức hình đó vào trong cái công cụ này. Rồi. Sau đó mình chờ một chút để cho Google đọc cái hình ảnh của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy Google có thể đọc được khuôn mặt này, cảm xúc ở trên khuôn mặt này, vui hay buồn này, vân vân ha. Các vật thể ở trong cái hình này, ghế này, chair này, người này, person này, table này, bàn này ha, outerwear này, nói chung các vật thể xuất hiện ở trong cái hình ảnh này hầu như Google đều nhìn thấy được hết. Label này, label này nó cũng tương tự như là thẻ tag ở trong video của các bạn. Property này, bất động sản này ha, restaurant, nhà hàng này, nhìn giống cái nhà hàng không, room này, cái phòng này, interior design này, trang trí nội thất này, vacation này, kỳ nghỉ đúng không, luxury yacht, nó đoán là đây là cái du thuyền ha. Cho nên là người ta mới bảo là cái thẻ tag ở trong video bây giờ không quá quan trọng nữa, tại vì Google đều đã đọc được hết rồi. Thì cái mà chúng ta cần phải quan tâm là cái Safe Search này. Nếu mà chúng ta sửa bộ siêu dữ liệu, tiêu đề, mô tả, thẻ tag, hashtag mà thấy vẫn chưa xanh tiền trở lại, thì chúng ta hãy dùng cái công cụ Cloud Vision này để kiểm tra hình đại diện của chúng ta. Thì ở đây auto là người lớn này, medical này, violence là bạo lực này, racy là phân biệt chủng tộc này. Thì các cái điểm nó chấm cho cái hình này, nếu mà nằm ở một vạch hay hai vạch thì là hình của ta an toàn, còn nếu mà nó lên tới bốn vạch hay năm vạch thì rất nhiều khả năng là vì cái hình đại diện này mà chúng ta bị vàng tiền, thì khi đó chúng ta có thể thay đổi một cái hình đại diện khác để cho nó xanh tiền trở lại. Rồi, cái bài thuốc thứ ba mà nó cũng khá là liên quan đến cái công cụ Cloud Vision này, tức là các bạn khi quay, khi biên tập video, hãy thiết kế làm sao để cho 60 giây đầu tiên của video đừng có hình ảnh nào, đừng có chi tiết nào mà nó quá nguy hiểm hay là gợi dục nhạy cảm cả. Tại vì sao như thế? Tại vì lúc nãy khi mà mình mới thả cái hình này vào cái công cụ, cái hình vào cái công cụ Cloud Vision này, các bạn thấy là nó mất mấy giây để nó đọc được. Cho nên là đối với video clip của mình cũng vậy.
nó cần một khoảng thời gian để nó đọc, thì YouTube nó sẽ ưu tiên nó đọc 60 giây đầu tiên của video trước. Nếu chúng ta thiết kế cho cái cấu trúc của video của mình làm sao mà 60 giây đầu tiên của đó đấy nó an toàn thì khả năng xanh tiền của video clip của mình cao hơn. Bài thuốc thứ tư để chống vàng tiền là khi đăng video các bạn hãy luôn luôn nhớ đăng không công khai. Thì thông thường ấy, khi mình đăng lên, khi YouTube nó đọc dần dần cái video của mình thì rất có thể lúc mới đăng nó không vàng tiền ngay, nhưng mà một lúc sau hoặc là mấy tiếng đồng hồ sau thì nó lại vàng tiền. Vì vậy chúng ta sẽ có cơ hội là mình yêu cầu xem xét thủ công trước khi mình đăng công khai cái video clip của mình. Ngoài ra, cái việc mà mình đăng không công khai còn có một số tác dụng nữa rất là hay. Chẳng hạn như bạn có thể tránh được những sai sót không cần thiết. Mình có thể thay đổi lại tiêu đề mô tả nếu muốn, nếu mà mình có những lỗi chính tả, vân vân. Ngoài ra còn có một tác dụng nữa là nếu các bạn quay ở chất lượng cao, ví dụ như 4K chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mình đăng lên ấy, lúc đầu trong mấy phút đầu tiên ấy, nó chưa hiển thị được lên đến HD hoặc là 4K, nó mới chỉ hiển thị được SD thôi. Mà nếu lúc đó bạn đăng công khai luôn, khán giả nhìn thấy luôn, thì cái trải nghiệm của người ta sẽ không được như 4K. Bài thuốc thứ năm và bài thuốc cuối cùng, tức là nếu chúng ta đã thực hiện tất cả các bước ở trên và chúng ta đã yêu cầu xem xét thủ công đối với YouTube, mà người thật người ta vào, người ta xem xét, người ta xem toàn bộ video của mình mà người ta thấy vẫn là gọi là video có khả năng nhạy cảm hoặc là nguy hiểm hoặc là gợi dục gì đó, nhưng chúng ta vẫn muốn đăng nó lên, các bạn vui lòng hãy tắt tính năng kiếm tiền của video này, và chúng ta xác định rằng cái video này mình làm ra không phải để lấy doanh thu, mà chúng ta làm ra chỉ để lấy view, chỉ để lấy thêm khán giả, thêm sub về cho kênh của mình. Những cái người khán giả mà người ta xem những cái nội dung mà nó hơi gọi là edgy, nó hơi gọi là nhạy cảm một chút như thế này, thường là những người cũng rất là hay ho và rất là có lợi cho kênh. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta tự hào sáng tạo.